Ngày 2 tháng 3, Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng tại miền đông Ukraine tuyên bố đã hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng khỏi đường giới tuyến dưới sự giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE và đại diện giới truyền thông. Đại diện lực lượng cảnh sát nhân dân của Lugansk nêu rõ tất cả các đơn vị thuộc lực lượng này rút toàn bộ vũ khí hạng nặng vào ngày 1 tháng 3 theo thỏa thuận Minsk. Tuy nhiên, lực lượng này nhấn mạnh khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng cảnh sát nhân dân Lugansk vẫn được đảm bảo. Các đơn vị được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao trong mọi tình huống khẩn cấp. Trước đó, đại diện quân sự của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cũng tuyên bố các đơn vị vũ trang của lực lượng này đã hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường giới tuyến vào ngày 1 tháng 3 dưới sự kiểm soát của OSCE. Trong khi đó, phía Kiev tuyên bố lực lượng vũ trang của chính quyền trung ương Ukraine đã bắt đầu rút vũ khí hạng nặng từ ngày 26 tháng 2 vừa qua. Liên quan tới việc Ukraine kêu gọi triển khai phái bộ quốc tế đến khu vực Donbass, miền đông Ukraine, đại diện Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho rằng điều này đi ngược với thỏa thuận Minsk và có thể đe dọa tiến trình hòa bình tiếp theo.